Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Tỉnh đã phải công bố thiên tai hạn hán ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình hạn hán diễn ra khốc liệt, từ đầu tháng 5, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa nước sạch và cấp phát miễn phí cho người dân vùng khô hạn, góp phần cùng các ngành, địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Từ gần một tháng qua, ngày nào Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Kim Tâm, Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận cũng tranh thủ đi lấy nước sớm để kịp xoay vòng vận chuyển đến phục vụ người dân thôn Tà Nôi, thôn xa nhất của xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Thôn Tà Nôi có 180 hộ với khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Rackline. Nắng hạn gay gắt kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trồng trọt cũng như cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân nơi đây. Từ ngày 6 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã điều động 9 cán bộ và 10 dân quân vận chuyển nước sạch phục vụ nhân dân các vùng thiếu nước trầm trọng. Mỗi ngày, bộ đội vận chuyển 2 chuyến xe bồn với dung tích 10 mét khối một chuyến từ sáng sớm đến 20 giờ đêm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Mấy năm trước, không nắng hạn như năm nay. Năm nay lấy nước khó khăn quá. Mấy con suối khô cạn hết rồi. Gia đình có ông bà già cũng vất vả. Được nhà nước hỗ trợ nước về cho gia đình, mình vui lắm. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận xác định không phải là vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của cán bộ chiến sĩ để giúp cho bà con nhân dân vượt qua cái cơn nắng hạn trong năm 2020. Ngoài ra, Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân cũng tổ chức vận chuyển nước đến cấp cho hơn 630 hộ dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cấp nước cho 71 hộ dân thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Với cái tinh thần của tất cả các anh em trong tổ công tác là lúc nào cũng là với quyết tâm tinh thần cao nhất để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và thực hiện cái nhiệm vụ, cái hiệu quả công việc cao nhất và mang được nhiều nước đến cho nhân dân, đồng bào của mình. Thấy mừng chứ, có nước sẵn trong nhà mình, phải mình đi xa, phải ra suối. Thì ý nói cho ra suối đây đâu có nước đâu, cũng như không, khô hết à, không có cái gì hết á. Có nước như vậy rồi mừng, dân mừng lắm. Cảm ơn bộ đội tới nước cho mình. Bộ đội Cụ Hồ đang vượt qua nắng nóng khô hạn cùng với những chuyến xe đưa nước sạch về vùng thiếu nước đã tiếp thêm động lực chung sức cùng người dân vượt qua khó khăn do sự khắc nghiệt của thời tiết để ổn định cuộc sống.